Hello, xin chào anh em nha. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về một cái nét văn hóa kinh doanh ở Việt Nam mình. Nó rất là kém. Nó kém vì sao anh em biết không? Nó kém vì cái cách người ta nghĩ và cách người ta làm á, nó không có đúng. Và đặc biệt những cái sản phẩm của Reworld này, tối qua mình có coi một cái kênh, họ chuyên bán hàng xách tay nè. Và họ làm những cái video để so sánh sản phẩm xách tay và sản phẩm chính hãng. Mình xem ba cái video và không có cái video nào nó thật sự nó đủ thuyết phục mình hết trơn. Trong khi nếu mình coi một cái video cũng của trên YouTube luôn, của ông Project Farm, ổng làm so sánh giữa một cái máy bắn dít Made in Japan và một mẫu như vậy nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc, thì người ta làm rất là thuyết phục. Tại vì người ta thuyết phục được những cái sự khác biệt và người ta làm với cái sự trung lập. Nó không có một cái gì cảm tính chẳng hết đó. Tất cả là những cái thông tin mà khi mình nhìn vào mình sẽ thấy được là nó khác biệt. Và cái anh mà làm cái kênh này nè, mình ảnh phá cái hàng hàng này, ảnh phá cái hãng này đến mức độ mà hãng người ta đã cấm bán cho ảnh luôn. Đã cấm bán luôn, tức là không có nhà phân phối nào bán, hoặc là người ta bán làm sao tôi không biết. Nhưng mà lại vẫn bán được hàng. Và anh em biết một trong những cái ví dụ điển hình là cái con 860. DJF 880 là hôm qua thật sự anh em đó, là mình mới check giá với hãng luôn. Giá hãng đang bán là 3.790.000 là ăn chứ khấu. 3.790.000. Và có một số nhà họ bán là 3.650.000. Nhưng mà giá anh em thấy trên nhau khoảng 100.000. Đúng không? Tối hôm qua mình lên mình thấy cái anh đó anh bán là 2.650.000 xả hàng. Hàng đâu mà xả? Cái máy đó mới về làm gì có ý nghĩa xả hàng đúng không? Hàng mới về làm sao mà xả? Anh ghi là máy TCF 860 cho 2N xả hàng. Mình nghĩ là không ai dám nói anh này, tại vì có thể là đụng chạm hay gì đó. Mình lên cái video này anh xem hiển biết, mà những anh em nào fan của ảnh xem cũng biết. Tại vì anh em luôn bị ảnh dẫn dắt rằng là cái đồ của Mỹ Made in Mexico, Made in USA nó tốt hơn. Tôi chỉ cho anh em cái cách để tôi làm ha. Ví dụ giả sử bây giờ tôi lấy cho anh em cái con máy DCD 999 này, 996 này. Tôi cho anh em coi. Giả sử bây giờ tôi có hai máy ha, và tôi cho anh xem sao ha. Xin chào anh em, đây là cái máy DCD 996. Đó, anh em coi nè, anh kèm ở nước nhựa của DCD 96 ha. Và giả sử ở đây mình có một con đó. Thật sự luôn, nếu mà mình nhìn cái màu của hai sản phẩm mà mình nói là cái nhựa này nó đậm đặc hơn, cái nhựa này nó tốt hơn, anh nhìn sao hay vậy? Trong khi hai cái máy nó y chang luôn, nó không khác một cái gì luôn á. Mình nhìn nó, cái nhựa này nó đậm đặc hơn. Đó là cảm quan thôi. Tất cả cái máy này anh em để 6 tháng mà cái máy anh em mới nhập về 3 tháng, hoặc là máy sản xuất đát, hai cái đát khác nhau nó đã khác nhau, vì nhựa nào cũng vậy, nó sẽ có cái bụi bặm nó bám vào, hoặc là cái gì thôi, cái gì sự lão hóa nhựa. Cái chuyện đó rất là bình thường. Đúng không? Đó, mình không thể nào nó mình nhìn cái nhựa này, ui cái nhựa này nó khác. Mình lấy bình cân á. Mình lấy là mình cân hai cái máy mà nó chênh lệch nhau quá nhiều á, thì lúc đó có sự khác biệt về vật liệu. Còn mình nhìn vô làm sao mình biết được. Rồi cái điều thứ hai nữa. Cái điều thứ hai nè. Cái video nào mình nói, anh nói nè, trên đây không có thông số. Trên cái máy không có thông số. Đây. Cái máy nào nó cũng có thông số hết anh em à. 18V nè, 13 ly nè. Còn những cái thông số ghi về thông số, cái đó là cái tem. Mà mỗi thị trường người ta sẽ có cái quy định riêng. Tại sao ở bên đó người ta phải ghi, mà ở đây người ta ghi ra thị trường Hàn Quốc. Đa phần hàng đều qua là bán thị trường Hàn Quốc. Và người ta cũng cận chuyện đó. Tất cả thông tin nó nằm trong cái phiếu á. Nên cái chuyện đó cũng không đánh giá là cái hàng này nó xịn hơn cái hàng kia ha. Không có đánh giá được cái chuyện đó. Rồi thứ ba tôi nói với anh em về cái tiếng máy. Ví dụ cái máy mà nghe nó chạy mạnh hơn thì nó nói cái máy này nó mạnh hơn. Còn ví dụ máy khoan ngược lại á, cái máy này chạy chậm hơn, em thấy máy này nó yếu hơn. Ủa vậy là lấy cái tiêu chuẩn là nhanh, mạnh để là cái sự so sánh khác biệt, hay là lấy cái tiêu chuẩn êm? Sao lấy cái máy bắn mùi lon thì anh nói là nó mạnh, nó chạy nhanh, nó ngon. Còn cái máy khoan thì anh nói là nó chạy êm. Bây giờ tôi nói với anh em rất là đơn giản. Tôi có coi rất là kỹ cái những video của ảnh, đó là chỉ cần hai cái máy này tôi cầm hai cái vị trí khác nhau là cái tiếng thu nó đã khác nhau rồi. Ví dụ cái limit của tôi đây đúng không, tôi để sát đây nè, là hai cái tiếng nó khác nhau rồi. Anh em thấy khác không nè? Tôi để đây nó cũng khác nè, mà tôi để đây nó cũng khác nè. Chỉ gần nó lệch nhau một chút xíu thôi. Và tất tôi nghe rất là kỹ những cái video đó, là tôi đem mic tôi nghe, mà tai nghe của tôi cũng là tai nghe tốt luôn. Tôi nghe tôi thấy nó không khác biệt nhau nhiều. Những cái khác biệt đó
Nó giống như bây giờ mình lấy hai cái máy y chang nhau, cùng một nơi sản xuất, nó cũng nghe khác nhau. Chứ đừng nói mình lấy hai cái máy hai nơi sản xuất khác nhau, cái việc đó nó không có quan trọng. Hãng rất là dở khi hãng không làm educate thị trường này. Hãng không nói về những điều này, hãng vẫn để im từ xưa giờ luôn. Tức là hãng cứ nói là hãng cái sản phẩm hai bên là giống nhau, chất lượng giống nhau, bảo hành giống nhau. Nhưng mà khi có những người nói về cái sự so sánh giữa hai cái sản phẩm này thì họ không lên tiếng. Và anh em thấy là xưa giờ chỉ có cái video của mình, là mình khi mình nói chuyện với những cái đại diện hãng qua livestream của mình là có những thông tin đó thôi. Còn bình thường là không ai nói hết. Người bán hàng chính hãng cũng không nói luôn. Mấy anh em, mình không hiểu mấy anh em sao nữa. Mấy anh em nó đang mình buôn bán hàng chính hãng. Cái này là cái nồi cơm của mình, cái này là cái nó mang lại cái kinh tế cho mình. Nhưng mà người ta làm vậy mình không nói gì hết. Và đặc biệt luôn đó, cái máy DCM860 này giá đang bán là 3.790.000. Mình hãy bán 3.2.650.000, mình nhắn cho cái nhà cung cấp liền. Tại vì khi mà lên video á là nó có cái tem phụ, mình chỉ cần nhìn cái tem phụ thôi là mình biết cái nhà nào cấp hàng, là mình nhắn cho cái nhà đó. Ủa hỏi sao kỳ vậy? Thì anh mới nói gì nè, là cách đây mấy ngày là bên đó có làm một cái hội nghị 100 năm. Thì trong cái hội nghị thì sẽ có khuyến mãi, nhưng mà mỗi người muốn đặt hàng là người ta phải đặt tới 500 triệu. Mình không có đi mấy cái hội nghị đó, mà mình không bao giờ ốm hàng luôn. Thì cái nhà mà nhập á, một trong năm nhà nhập, họ đã share hàng lại với cái anh này. Thì cái người share hàng này tôi không hiểu anh đó suy nghĩ gì luôn. Anh bán hàng hãng, anh nhập 500 triệu mà anh đi share cho cái ông đó, vì anh mà không biết chắc chắn cái ông đó sẽ phá anh. Phá anh à, phá cái việc bán hàng chính hãng. Trừ khi ông cũng bán hàng sách tay thôi, thì tôi nghĩ trừ khi anh đó vẫn hát hàng sách tay thì anh mới xe, hoặc là ông nghĩ cũng tới. Mình bán cho ông đó có vài máy thôi, tại vì con DCF 860 đó hãng á, bên nhà phân phối người ta bán chỉ trong nguyên một cái combo 500 triệu đó chỉ có 6 máy thôi. Ủa, mỗi nhà chỉ có 5 máy thôi, nên là cái ông đó ông bán, ông nó ông xả, thật sự anh em cũng không bán được cái giá đó với cái con thứ 6 luôn. Không tin thì mua đào thử, anh em không tin thì cứ gọi đào thử. Bây giờ tôi muốn mua con sản xuất tại China ha, hàng chính hãng, 6 con, coi mua được hay không, là anh em hiểu liền cái vấn đề. Mà tại sao này làm gì mà nó ra đúng cái ngày hôm qua luôn? Vì hôm qua là ngày mà anh em thấy mà những cái nhà phân phối và hãng đó nó bung ra cái chương trình khuyến mãi DCF 860. Chẳng hạn như có một số nhà là bán 3.650.000 tặng một cái túi đều quên với khăn. Còn có những nhà thì họ sẽ tặng cho mình cái áo. Thì mỗi nhà nó sẽ có chương trình khác nhau. Và tại sao họ anh đã bung ngay đúng cái thời điểm này? Vì anh bung như vậy á là đang thu hút sự quan tâm, và nó mặc định cho mọi người rằng cái máy DCF 860 giá chỉ có 2.650.000 thôi. Và sau đó anh sẽ bán hàng gì? DCF 860 Mỹ. Cái vấn đề này những anh em nào mà quan tâm, anh em sẽ nhìn thấy. Anh em cứ vô cái kênh đó anh xem, anh biết là ai liền mà. Anh em cứ vô cái kênh đó anh xem, anh sẽ thấy. Và mình cũng chia sẻ với anh là gì, cái cách mình làm á nó kỳ quá. Khi mà ví dụ mình so sánh với anh em á là không bên hàng sách tay, vì sao? Mình chỉ tập trung một thứ thôi. Một là bảo hành, hai là gì? Hai là thuế. Nó có sai không? Không sai cái gì cả, đúng không? Anh bán hàng sách tay có đóng thuế được không? Anh có xuất hóa đơn được không? Anh có thuế nhập khẩu không? Không có. Và đó ngay cái cách mình làm nó đã sai rồi. Thật sự cái việc đó mình vẫn làm được, tại vì bây giờ nó vẫn còn làm được thôi, chứ nó không có gì nói về trong tương lai hoặc là sau đó nó sẽ như thế nào. Còn thứ hai là gì? Nó là bảo hành, đúng không? Anh đâu được bảo hành chính hãng đâu. Tất cả những hàng sách tay không có ai bảo hành chính hãng. Hãng nó nhận cái hàng đó là nó trả anh về liền. Thì hai điều đó nó sai. Nhưng mà khi anh nói về anh so sánh giữa hàng sách tay và hàng chính hãng, anh luôn luôn lấy một cái cảm nhận cá nhân này. Tôi thấy cái nhựa này nó đặc hơn nè, nhựa này bóng hơn nè, tôi thấy cái tiếng máy nó êm hơn, cái tiếng máy nó mạnh hơn, nó nhanh hơn. Tất cả những cái đó chỉ là cái cảm nhận thôi. Bây giờ mình mở cái máy ra, mình so sánh cái ruột, mình so sánh từng cái chi tiết, rồi mình đánh giá thì nó mới đúng. Và mình nói với anh em, khi chúng ta mua một cái đồ hãng á, nó không phải chỉ là những cái vấn đề vậy. Người ta sản xuất ra nó có tiêu chuẩn, miễn sao đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó thôi. Còn anh em thật sự á, tôi nói với một số anh em á, cuồng mua đồ sách tay. Cái lý do chính của anh em chỉ là rẻ thôi. Bây giờ tôi nói anh em, giả sử đồ hãng mà nó rẻ hơn đồ sách tay, coi anh em có mua đồ hãng không. Còn những anh em nào mà nói là thầu Mỹ nó tốt hơn, chỉ là những người mà người ta anh em bị dẫn dắt, hoặc là anh em bị gọi là kỳ thị hàng Trung Quốc thôi. Kỳ thị hàng Made in China, anh em mới có cái điều đó thôi. Chứ cái người mà thật sự hiểu, người ta sẽ không bao giờ có sự kỳ thị đó. Người ta chỉ mua vì sao? Cái sự đầu tư ban đầu nó rẻ thôi. Giống như mình mua, và
mình mua cái con đó bình thường hãng nó bán 3.7 triệu, mà ông này cũng bán 2.650 triệu, chất lượng nó y chang, đúng không? Hàng chất lượng y chang luôn, nhưng mà mình mua giá rẻ hơn, mình chấp nhận cái rủi ro là mình không được bảo hành, vậy thôi đó. Rồi thì mình chia sẻ đó, mình nói cái văn hóa kinh doanh ở Việt Nam mình nó không tốt. Ngay cái câu chuyện nhỏ này mà mình thấy rõ nhất là cái cách họ cạnh tranh với nhau chỉ cạnh tranh bằng giá. Những anh nào mà bán hàng sách tay thì cứ đè giá ra rồi cạnh tranh, rồi nói hàng sách tay tốt hơn vân vân bla bla, bơm như đầu mọi người là made in USA là the best, made in Mexico là the best, hàng trainer là hàng bỏ đi, hàng trainer là không nên sử dụng vân vân, cái kiểu như vậy đó. Cái thứ hai nữa là gì, là lấy cái hàng nhập một hai con thôi mà hàng chính hãng về đạp giá xuống để đạo cái giá đó, cái video nó vẫn lưu đó mà, và làm cho tất cả những người khách hàng người ta có một cái sự nhìn nhận rằng là những cái nhà bán hàng giống như mình đây là ăn rất là dày, lợi nhuận rất là cao, bán rất là cao giá. Người ta bán có 2.650 triệu, hàng chính hãng luôn, mà sao mày bán tới 3.790 triệu, mày ngáo giá, mày ăn lời vân vân các kiểu. Tức là lúc nào cũng đưa mình lên mà hạ người khác xuống bằng những cái cách như vậy. Và cái tiếp theo nữa là anh em thấy cái văn hóa trong cái việc là cái người nào mà đã chia hàng cho anh này, mình thật sự không nghĩ tại sao anh lại phải chia hàng cho anh này. Nếu anh nhập được giá tốt hơn, anh cứ bán giá bình thường đi để anh có lợi nhuận nhiều hơn. Và nhà phân phối anh cũng nói rất là rõ trong cái chương trình hội nghị là gì, mấy anh em đừng có đạp giá nhau, chiết khấu thêm để chúng ta có lợi nhuận thêm trong giai đoạn khó khăn này. Hồi xưa mình bán một cái mình lời ví dụ như cái máy đó bình thường mỗi ăn cái lời 200 ngàn, bây giờ tôi chiết khấu thêm 50 ngàn, bán cái là 250. Tại vì sao? Hồi xưa mình bán một cái nó dễ lắm, bây giờ mình bán một cái nó khó, đúng không? Bây giờ mình bán một cái nó khó, mình bán mấy ngàn mới được một cái, thì bây giờ mình được 250. Hồi xưa mình bán 1 ngàn mình được một cái, mình lời 200 cũng được. Thì cái tình hình khó khăn nó lợi nhuận nó phải tốt để nó có thể duy trì được cái công việc của mình. Nhưng mà không, mình bán lời thêm 50, mình giảm thêm 100 luôn, tức phải giảm thêm 50 nữa để hy vọng bán nhiều hơn. Không bán nhiều hơn đâu, thị trường này nó vấn đề của nó không phải là cạnh tranh bằng giá không, mà vấn đề là thị trường đang đi xuống, kinh tế người dân khó khăn, người ta không có tiền người ta mua, chứ không phải là vì giá cả không, không phải vì mình bán mắc không mà người ta không mua, mà vì người ta không có khả năng mua. Giống như đồ của tôi nói thật sự tôi bán không được nhiều như mấy anh, nhưng tôi vẫn có những người khách hàng chấp nhận mua với giá này. Đó là những người hiểu về cái sản phẩm này, họ biết là họ mua vì cái gì, đúng không? Còn những người cũng sẽ không hiểu và mua theo cái giá kia, tùy nhu cầu mọi người. Và tất nhiên thị trường luôn như vậy, luôn có một cái miếng bánh nào đó cho một người nào đó, ít hay nhiều mà thôi. Và cái điều mà chúng ta đang làm ở Việt Nam mình, cái văn hóa kinh doanh nó thấp là gì? Chúng ta luôn muốn phần hơn, chúng ta luôn muốn ăn hết cái miếng bánh đó. Nhưng mà chúng ta không phải làm bằng cái việc chúng ta lao động một cách tích cực, chúng ta lao động một cách giá trị để chúng ta giành được cái phần đó. Mà chúng ta làm cái gì? Mà chúng ta làm bằng những cái cách giống như mình đang nói để mình có được cái phần đó. Thì tùy anh em thôi, thì video này mình chia sẻ về vậy mà anh em thấy tại sao cái quầy điều quân của mình hiện tại nó rất ít, vì mình không dám bán nữa. Bán sao được, bán sao được với một cái môi trường kinh doanh vậy, và hãng không có can thiệp được. Thật sự nếu mình là hãng nha, mình làm được hết, quan trọng có muốn làm hay không. Tôi biết cái ông đó bán hàng sách tay đúng không, tôi lên thẳng kinh tế quận luôn, tôi nói ông cái quyền, anh ơi đây nè, kênh này nè, những video này là những sản phẩm nè, tôi đại diện của hãng nè, nè có giấy tờ đàng hoàng nè, tôi trình bày với anh là cái anh này nè, ảnh bán hàng những cái hàng này nè, không có thuế má nè, không phải là hàng chính ngạch nè, tôi chỉ với anh luôn nè, tôi là hãng nè, và nó đang làm ảnh hưởng đến cái gì, cái thương hiệu của tôi, ảnh hưởng đến hệ thống phân lý thị trường kinh doanh của tôi đề nghị được gì, được hỗ trợ, tôi chắc với anh em luôn họ sẽ hỗ trợ. Và cái số lượng người đó có nhiều hay không, lúc nào hãng cũng nói là nhiều quá sao kiểm tra hết, còn mấy người đâu, đúng không? Đếm trên đầu ngón tay à, ở cái Sài Gòn này chỉ có vài người thôi, không có nhiều người đâu, đơn giản lắm. Nhưng mà những người bán hàng như tôi đó là dễ bị kiểm tra nè, tại nó to nó bự, đúng không? Còn mấy ông đó ít nào bị kiểm tra lắm. Nhưng mà vấn đề là gì, cái thị trường Việt Nam mình kinh doanh sẽ càng ngày càng minh bạch, đương nhiên cũng sẽ có người tốt người này người kia, nhưng mà về mặt bằng chung nhà nước luôn muốn mọi thứ nó tốt hơn. Giữa một cái cửa hàng như vậy với một số lượng nhân viên như vậy, đóng thuế hàng năm như vậy, ông muốn duy trì ông này hay muốn ông duy trì cái ông kia thì nhà nước tự hiểu chứ, đúng không? Nhà nước người ta nhìn vô người ta hiểu liền cái vấn đề là cái ông nào ông đang đóng góp tích cực cho mình, chỉ cần lên nhìn cái sổ thuế thôi, nhìn vô cái đóng bảo hiểm xã hội thôi là biết liền, đúng không?
Đó. Rồi thì đó một góc cạnh của mình. Còn hãng có làm hay không, hãng hành động như thế nào thì tiền của hãng, hãng lúc nào cũng kiểu xả lễ mọi người, kiểu dĩ và dĩ quý á. Ông này thì thôi mình cố gắng mình convert ổng qua, ổng bán hàng hãng cho mình đi. Giờ ổng bán hàng sách tay thì mình cố gắng mình convert qua, không có chuyện đó xảy ra đâu. Mình tin chắc chắn mọi người, nếu mà cái tư duy họ đã thay đổi, họ đã thay đổi ngay từ đầu rồi. Còn nếu mà không thay đổi, họ cứ đè ra, họ phá mình hoài vậy thôi. Và khi nó phá hoài như vậy rồi, anh bán không được, anh banh hết. Và mình là một ví dụ được hành. Một người đã từng rất tâm huyết với dương niệm này, một người đã rất là nhiệt tình trong giai đoạn đầu tiên, đến vài năm sau luôn, ví dụ năm qua, trước khi tình hình kinh tế khó khăn, mình vẫn là một trong những đơn vị bán hàng điều quá rất là tốt. Mỗi tháng mình có thể đóng góp cho họ là vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Nhưng bây giờ thì nó khác hẳn rồi. Đó. Vì tình hình kinh tế khó khăn, rất là nhiều vấn đề mà anh không quay ra anh hỗ trợ nữa. Anh cứ đi lo làm những cái chuyện khác không, trong khi những cái nhà này nè là những cái người mà anh cần hỗ trợ. Vì đây là những người ban đầu với mình và họ sẽ đi lâu dài với mình nữa. Cái quan điểm, cái góc nhìn của hai bên nó khác nhau. Đó, đó là giờ tại sao mình đã bắt đầu chuyển qua những cái sân hiệu khác. Tại vì sao? Mình không cảm thấy được cái sự an tâm, an toàn khi mình kinh doanh cái thương hiệu này nữa. Và anh em thấy sao về cái chia sẻ này? Hơi dài chút xíu nhưng mà mình nghĩ có nhiều thông tin ha. Comment bên dưới. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.